Chào quý vị các bạn, và ngày hôm nay thì mình đã hoàn thiện 100% cái phiên bản xe khách gắt 16 chỗ đã đứng cạnh mình đây cho một anh khách hàng ở khu vực Hà Nội. Đó thì mình đã có một video nói về tình khách hàng khu vực Hà Nội rồi. Mọi người thấy là khách hàng Hà Nội là một cái thị trường rất là lớn, rất là nhiều các bác tài sử dụng những cái dòng sản phẩm xe khách 16 chỗ, 17, 20 chỗ. Nhưng thực tế thì cái sản phẩm xe khách gắt này thì đã về thị trường Việt Nam chúng ta từ năm 2019 và đến thời điểm hiện tại 4 năm rồi. Nhưng mà cái số lượng xe ở khu vực Hà Nội nếu mà tính trên đầu xe ấy thì nó cũng khá là nhiều. Nhưng mà để mà so sánh với tổng cái dung lượng thị trường của vực Hà Nội ấy thì là số lượng xe gắt hiện tại đã đang đánh vực Hà Nội nó quá là ít. Nên là các bác tài vẫn chưa để ý quá nhiều đến cái sản phẩm xe gắt này. Đó. Và thông thường thì theo như cái kinh nghiệm mà mình bán xe thì mình thấy là khách hàng Hà Nội cũng chính là những khách hàng mà quan tâm tỉ mỉ về xe nhất. Và ngày hôm nay thì mình sẽ mang đây một cái phiên bản xe, để nói là một chiếc xe mẫu để dành cho những cái phiên bản xe khách gắt 16 chỗ sau này. Khi mà các bác tài có ý định đầu tư ấy thì chúng ta cũng cần nên tham khảo qua cái phiên bản xe gắt này để biết được là chúng ta nên làm thêm những cái gì trên cái phiên bản xe gắt 16 chỗ. Đầu tiên mọi người có thể thấy là một phiên bản xe gắt 16 chỗ mang một cái diện mạo bên ngoài nó hoàn toàn khác nguyên bản. Ở nguyên bản thì mọi người đánh giá xe gắt là một phiên bản xe nó thô, nó không được đẹp mắt. Như mọi người có thể quan sát thấy đây, một phiên bản xe gắt 16 chỗ. Cái phần ngoại thất bên ngoài được cải thiện đáng kể rồi, với những cái chi tiết là lưới tản nhiệt này, mình sơn màu bạc này. Phần cản ba đầu sốc mình cũng sơn đồng màu với cả màu của xe luôn. Và đây cũng là một cái ví dụ điển hình. Hoặc là mọi người cũng có thể là sơn cái phần đầu xe này lại một trong hai phương án như thế này. Đó, thì đây cũng chính là những cái phương án mà do khách hàng người ta nghiên cứu gửi lại bên mình thôi. Nên mọi người thấy là phiên bản nào phù hợp, thấy phiên bản nó đẹp hơn thì mọi người có thể là lựa chọn tùy theo cái sở thích của mọi người. Đó, sơn thêm cái phần lưới tản nhiệt này, cản ba lò sốc này. Và cái điều thứ hai nữa, mọi người có thể quan sát ở cái phiên bản xe này, phía bên cạnh đây và phía trên đầu xe và đuôi xe thì mình đã hoàn thiện cho khách hàng một bộ tem xe. Đó, chỉ cần thêm một bộ tem xe rất là đơn giản như này thôi thì trông tổng thể chiếc xe của ta nó đã đẹp hơn rất là nhiều. Và tem xe này thì chúng ta còn có thể là thể hiện được cái thương hiệu logo của nhà xe của chúng ta ở trên đây, vừa quảng cáo luôn, vừa làm tăng được cái vẻ thẩm mỹ phiên bản xe khách gắt 16 chỗ. Đó. Và cái điều tiếp theo nữa, để mà làm nổi bật thêm ở bên ngoài thì mọi người có thể quan sát thấy này, một bộ ốp la răng. Nếu như không trang bị cái bộ ốp la răng này thì mình là người bán xe nhưng mà thực sự thì cũng không thể nào ưng nổi được cái bộ la răng nguyên bản. Nó thực sự nó quá là thô. Với một phiên bản xe khách thì chúng ta nên làm thêm một cái bộ ốp la răng bằng inox như này. Và ở năm 2023 này thì cái phần ốp la răng này cũng đã được nhà máy tạo thương hiệu riêng, có biểu tượng logo của nhà máy gắt ở trên cái ốp la răng này. Nên là nó sẽ rất là đồng bộ khi mà chúng ta lắp cái phần ốp này vào. Trước đây thì mình cũng có lắp những cái phiên bản ốp, nhưng mà nó sẽ là ốp của những cái phiên bản xe tải ấy. Nó chưa có thương hiệu của gắt. Và bây giờ nhà máy gắt đã làm riêng cái phần ốp này, có thương hiệu của nhà máy gắt trên cái phần ốp la răng này luôn. Đó. Tiếp theo nữa, mọi người có thể thấy này, phần kính này thì mình cũng dán luôn cho khách hàng lớp phim cách nhiệt để có thể là đảm bảo ánh nắng này, nhiệt độ bên ngoài này nó không thể nào nó xâm nhập vào bên trong, và cũng đảm bảo được cái sự riêng tư cho khách hàng khi mà ngồi ở bên trong cái phần khoang cabin được tối ưu nhất. Và để mà nói thì cái tổng chi phí mà chúng ta làm ở bên ngoài này thì nó không đáng kể đâu. Chúng ta chỉ cần bỏ ra phát sinh thêm nó khoảng tầm đâu đó khoảng tầm 10 đến 15 triệu là có thể là hoàn thiện tất cả những cái chi phí, tất cả những cái chi tiết ở phần bên ngoài rồi. Và sau khi mà hoàn thiện thì mọi người có thể là nhìn thấy một phiên bản xe gắt 16 chỗ. Chúng ta không còn có thể là chê là xe nó xấu nữa rồi. Mỗi một phiên bản xe này thì hầu như là tất cả các khách hàng, kể cả khách hàng khó tính nhất thì cũng sẽ rất là hài lòng với cả cái phiên bản xe gắt như thế này. Một cái phần ngoại thất chúng ta đã hoàn thiện nó trở lên đẹp xuất sắc như thế này thì đương nhiên là đến cái phần nội thất chúng ta cũng cần có một cái điều cân chỉnh để làm sao cho nó trở nên long lanh nhất. Và đầu tiên thì không thể thiếu đó là chúng ta sẽ phải làm thêm một chiếc cửa điện. Đó. Và mọi người có thể quan sát thấy là cái hành trình đi ở trên cái cánh cửa này nó cực kỳ là nhanh. Bởi vì sao? Bởi vì là lúc nào mình cũng sẽ tư vấn khách hàng là lấy cái loại cửa điện là loại cửa điện 2 motor. Thứ nhất là hành trình đi nó sẽ nhanh hơn, và cái thứ hai nữa là chỉ có cái loại cửa điện 2 motor này thì nó mới có thể là chịu được cái sức nặng của cánh cửa phiên bản xe khách gắt. Bản thân cái phiên bản xe gắt này thì chúng ta thấy là nó rất là lồi đồng cối đá, phần thân vỏ cực kỳ dày dặn, 100% set thép là set thép của Nga. Nếu mà chúng ta sử dụng những cái loại cửa điện một motor thông thường ấy thì thứ nhất là cái hành trình đi của nó sẽ rất là từ từ, rất là chậm. Và cái thứ hai nữa là về lâu về dài thì cái cửa điện một motor này nó không thể nào chịu được cái sức nặng của cánh cửa này. Chúng ta chỉ dùng được khoảng một thời gian ban đầu thì hoạt động rất là tốt, nhưng mà về sau thì cái cánh cửa
Về sau thì cái loại cửa điện một motor nó không thể nào đáp ứng được cái nhu cầu mở cửa liên tục lên xuống cho khách hàng của chúng ta. Nên là chúng ta nhất thiết phải dùng cái loại sản phẩm cửa điện hai motor này. Đó. Và đương nhiên rồi, ở trên cái phần nội thất ở cái phiên bản xe khách gác dành cho khách hàng ở Hà Nội này thì mình cũng đã có tinh chỉnh một vài điều và mọi người lên trên cái phần khoang nội thất để mình sẽ nêu rõ được là những cái điều cần tinh chỉnh. Với các bác tài nào mà đã yêu thích cái sản phẩm xe gác này thì chắc chắn là mọi người sẽ thấy là nguyên bản của phiên bản xe khách này nó sẽ có một cái phần tay lắm màu vàng vàng ở đây để cho khách hàng khi người ta đi xuống ấy thì sẽ lắm ở đây và bước xuống dưới. Nhưng mà thực tế thì là với cái phiên bản xe gác 16 chỗ của Geo cao cấp như thế này thì ba chiếc ghế ở hàng trên này nó đã chiếm mất một diện tích nó khá là lớn. Chính vì thế nên mà nếu mà chúng ta vẫn để nguyên cái phần tay lắm để chúng ta đi xuống như vậy thì nó sẽ lên xuống nó cảm giác cái đường đi nó rất là hẹp, rất là chật. Nó chính vì thế nên là hầu hết tất cả các khách hàng khi mà lấy cái phiên bản xe gác 16 chỗ này thì mình đều tư vấn cho khách hàng là anh nên bỏ cái phần tay lắm này đi. Đó là cái điều thứ nhất. Và cái điều thứ hai nữa đó là cái hệ thống cốp ở phía đằng sau đây. Đó, các bác tài có thể thấy này, hiện tại thì mọi người sẽ thấy thêm một cái bậc ở đây nữa. Mình đã làm cho khách hàng cái chiếc cốp này là cốp tam cấp với cái chiều sâu vào bên trong của nó lên đến là 1,2m, chiều cao là 60 phân. Chúng ta hoàn toàn có thể là để được những cái hộp sốc có cái chiều cao 5-60 phân. Thậm chí là có thể là để được một chiếc xe máy Honda Lead ở trong cái phần cốp này để tận dụng được tối đa cái ưu điểm của dòng sản phẩm xe gác, đó là không gian vô cùng rộng rãi và thoải mái. Còn về bộ ghế nguyên bản của xe này thì không có gì để nói rồi. Mình đã quay rất là nhiều những cái video chi tiết rồi. Một chiếc ghế có thể nói là nó khá là đẳng cấp, trang bị đầy đủ tất cả các cái tính năng. Bệ tì tay này, bệ để chân này, tay nắm này, cốc để nước này, túi nữa để đồ này. Tất cả các thứ đều được trang bị sẵn rồi. Mọi người không cần phải làm thêm bất kỳ một cái gì ở cái phiên bản ghế này. Và thậm chí là ở bên dưới của nó còn có cả dây trượt luôn. Ví dụ các bác tài có muốn xê dịch hàng ghế lên xuống thì cũng rất là đơn giản. Chỉ cần vặn vài con ốc ra là chúng ta có thể là xê dịch theo đúng như ý muốn của chúng ta rồi. Đó. Và tiếp theo thì mọi người có thể thấy là ở cái phần sàn này thì nguyên bản của cái phần sàn này nhá thì nó đã là da xi mini chống cháy với cái độ dày lên đến là 2mm rồi. Cực kỳ dày luôn. Nhưng mà khách hàng nào mà muốn cái phần sàn của chúng ta nó trở lên sang trọng hơn, bắt mắt hơn thì chúng ta có thể là thay thế bằng những cái loại sàn giả vân gỗ như thế này. Và khi mà dán sàn vân gỗ như này thì mình không bỏ cái sàn cũ kia đi đâu nhá. Mình vẫn để nguyên cái sàn cũ phía bên dưới và mình dán lên trên chốc cái phần sàn cũ kia. Nên là mọi người có thể là yên tâm về cái độ bền của cái phần sàn này. Đó là những cái phần mà tinh chỉnh ở cái phần khoang hành khách. Còn lại các chi tiết như là giá đỡ này, hệ thống đèn LED này, hệ thống đèn LED phía bên dưới này thì tất cả nó đều là nguyên bản của nhà máy rồi. Chúng ta không cần phải làm thêm, nó đã là nguyên bản rồi. Đó, nên là với cái sản phẩm xe gác bây giờ thì mọi người đang đánh giá đó là một cái sản phẩm xe khách có cái phần nội thất được trang bị đầy đủ và tiện nghi nhất. Và mình cũng muốn nói thêm một vài điều cần tinh chỉnh, đó là ở phía trên trên này. Và một cái điểm nữa đó là ở hai chiếc ghế cạnh bác tài này thì rất là nhiều các bác tài có đánh giá đó là khi mà mới đầu lên nhìn thấy chiếc ghế nguyên bản của nhà máy ấy, thì thứ nhất là cái chiều cao của cái phần tựa lưng này nó khá là cao, nó sẽ chắn mất cái tầm nhìn của những hành khách ngồi phía bên dưới kia. Nên là khi mà các khách hàng nào mà ngồi dưới ấy, mà bị say xe ấy, thì sẽ cảm giác nó rất là khó chịu bởi vì là chúng ta không được quan sát được phía bên trên này. Chính vì thế là ở cái phiên bản ghế này thì mình đã cắt bớt cái phần tựa lưng này đi, ngắn xuống một chút để cho nó chỉ ngang bằng với cả ghế lái của bác tài thôi. Mọi người có thể quan sát thấy này, nó chỉ ngang bằng ghế lái của bác tài thôi. Và thứ hai nữa là nguyên bản thì nó cũng chưa có ngả, thì bây giờ mình cũng đã làm hệ thống bật ngả cho khách hàng luôn. Đấy, và cái hệ thống ngả này nó khá là sâu, mình làm ngả gần hầu như là 180 độ rồi. Thì như này thì chúng ta có thể là tạo thành một chiếc giường luôn để nằm đây, rất là thoải mái. Đó là cái điều thứ hai. Và cái điều thứ ba nữa đó là form của người châu Âu ấy nó rất là cao, rất là to. Nên là cái phần ghế này, nhà máy gáp người ta thiết kế người ta vẫn giữ nguyên cái form của người châu Âu. Nên là cái phần tính chiều cao từ mặt ghế này cho xuống cái phần sàn này nó cũng khá là cao. Nó phải lên đến gần 50 phân. Thì với cái form dáng và thể tạng của người Việt Nam của chúng ta thì ngồi ở trên cái chiều cao khoảng tầm 50 phân thế thì chắc chắn nó sẽ bị hững chân. Chính vì thế mà anh khách hàng này thì có yêu cầu mình đó là cắt ngắn bớt cái chân đi, làm sao cho cái chiều cao từ cái mặt ghế này xuống cái phần sàn này nó chỉ đâu đó khoảng tầm 40 phân thôi, để nó phù hợp với cả tất cả các thể tạng người của Việt Nam, kể cả người có thể tạng nhỏ bé. Thì với cái chiều cao khoảng tầm 40 phân như thế này thì chúng ta vẫn có thể là ngồi một cách thoải mái vô tư. Đó, và ngoài ra thì với cái phần hệ thống nội thất ở trên phiên bản xe gác thì mình cũng đánh giá là nó khá là đầy đủ rồi. Nhưng mà với cái nhu cầu chúng ta sử dụng một phiên bản xe thì càng ngày chúng ta cần càng nhiều cái tiện ích. Chính vì thế là cũng lắp luôn một chiếc màn hình
OLED ở phía đầu này thay thế cho cái màn hình nguyên bản của xe. Và phía bên dưới này còn có hệ thống TV này và lắp thêm cả hệ thống trầm, hệ thống âm thanh cực kỳ đẳng cấp ở trên phiên bản xe này. Nó như mình nói thì khách hàng Hà Nội là những khách hàng rất là kỹ tính, người ta quan sát thị trường rất là lâu, và đến thời điểm hiện tại thì là những khách hàng ở khu vực Hà Nội đã bắt đầu là sử dụng những cái sản phẩm xe khách cáp thay thế cho những cái dòng sản phẩm xe Ford Transit. Đó nên mọi người có thể thấy được là cái tiềm năng phát triển của cái dòng sản phẩm xe cáp ở thời điểm sau này nó sẽ phát triển đến cái cỡ như nào. Và đây chính là cái phần cốp mà mình đã làm thêm cho anh khách hàng này. Thì với cái chiều sâu từ mép bên ngoài này vào trong kia đó là 1,2m, và chiều cao từ mặt sàn lên trên này đó là 60 phân, thì chúng ta hoàn toàn có thể để được những cái hộp xốp đựng hải sản này, đó, những cái vali hạng lớn này, và thậm chí là nguyên cả một chiếc xe máy Honda Lead đặt trên cái phần cốp này vẫn chở một cách rất là vô tư. Nếu mà xếp vali thì ở đây nó phải xếp đến khoảng tầm 10 đến 12 chiếc vali ở sau phần cốp này. Nó tận dụng được khá là tốt về cái không gian rộng rãi của phiên bản xe khách gác. Đây là một cái điều mà dòng sản phẩm xe gác này nó vượt trội hoàn toàn so với cả những cái dòng sản phẩm xe Ford Transit nhỏ bé. Như mọi người thấy thì đây là một phiên bản xe gác 16 chỗ lăn bánh về khu vực Hà Nội, và anh khách hàng này thì nó khá là kỹ tính nên là mọi người có thể quan sát thấy là thông qua một phiên bản xe gắt 16 chỗ lăn bánh tại Hà Nội như này thì mình có thể coi đây là một cái bản tiêu chuẩn để khi mà các bác tài tham khảo và đầu tư xe gắt thì có thể là tham khảo qua chiếc xe này để có thêm những cái ý tưởng để làm lên những cái phiên bản xe gắt nó trở lên hoàn thiện long lanh hơn. Đó, mọi người mà quan tâm đến cái dòng sản phẩm xe gắt này thì có thể là nhắc mà lên và lên bên mình thông qua số điện thoại để có màn hình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào.